Từ đầu năm cho tới nay, thì nhiều trường hợp lừa đảo việc làm qua các trang mạng xã hội với những lời hứa hẹn mật ngọt về việc nhẹ lương cao liên tiếp được ghi nhận. Những cạm bẫy lừa đảo xuyên quốc gia với nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi, lợi dụng lòng tin để lừa gạt, đưa người lao động vào các cơ sở sản xuất kinh doanh trá hình, những doanh nghiệp hay là casino. Mặc dù đã được nhiều cơ quan đưa ra cảnh báo, thế nhưng vẫn có hàng nghìn người nhẹ dạ cả tin để trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Vậy thì cụ thể đó là những công việc như thế nào? Có đúng là việc nhẹ lương cao như là lời mời chào giới thiệu hay không? Thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một clip của chúng tôi. Em có lướt Facebook ấy, thì mấy bài đang tuyển dụng Campuchia làm việc về máy tính, tháng 900 đô. Thì họ hứa hẹn đủ điều là làm tháng giả 900 đô. Nhưng mà thực tế là lĩnh 2 tháng được 200 đô, có trừ các kiểu đi, lĩnh về được 200 đô. Nói thẳng ra là lừa đảo. Dạ. Nó cụ thể là cái gì? Giả sử như là Shopee, Lazada, Zalo Shop. Thì trong một tuần là mình phải đạt được 2 khách, ít nhất là 2 khách. Là mình phải lừa được 2 người đó. Với lại gọi là 10 triệu tiền mặt, nếu như mà mình làm không được thì nó sẽ phạt mình. Phạt tăng ca. Phạt tăng ca thì như bình thường tụi em làm một ngày tầm 15-16 tiếng á. Mình sẽ tạo thân phận là một nhân vật nữ hoặc là nhân vật nam, thành đạt chút và vào hẹn hò Facebook, tán tỉnh nhau, tạo niềm tin cho nhau và mời họ vào chơi. Có thể thấy rằng là tình trạng người Việt bị lừa sang Campuchia làm việc đã có từ lâu, song đỉnh điểm của sự việc khiến cho dư luận cả nước chú ý là clip 42 người Việt phải tháo chạy khỏi một casino ở Campuchia, địa phận giáp danh với tỉnh An Giang. Và ngay sau đó thì công an của tỉnh An Giang đã vào cuộc điều tra, phát hiện 4 đường dây chuyên buôn bán người sang Campuchia làm việc, khởi tố rất nhiều đối tượng. Vậy thì liệu những động thái này có đủ để ngăn chặn vấn nạn này hay không? Và người dân đã bị bán sang làm lao động cưỡng bức ở Campuchia sẽ được giải cứu như thế nào? Để có thể hiểu rõ hơn về sự việc này, Chuyện tối nay ngày hôm nay của chúng tôi có cuộc trò chuyện trực tuyến với Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Xin được cảm ơn Đại tá đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa ông, có thể thấy rằng là sau vụ việc 42 người Việt Nam của chúng ta trốn thoát khỏi một casino ở Campuchia để quay về Việt Nam, thì có lẽ mà điều người dân quan tâm nhất lúc này vẫn là hiện nay hướng giải quyết đối với những nạn nhân này như thế nào ạ? Qua cái tiếp nhận là 40 công dân là Việt Nam là tháo chạy từ phía casino của Campuchia là về cái huyện An Phú của An Giang, thì chúng tôi đã có cái trước mắt là chúng tôi đã bố trí nơi nghỉ ngơi để ổn định cái tinh thần của bà con của mình. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đã có cái cho tiến hành xét nghiệm dịch Covid-19. Cái nữa là chúng tôi cũng cho tiến hành là xét nghiệm là tình trạng ma túy đối với các cái công dân này. Thì qua cái xét nghiệm là dịch Covid-19 cũng như là ma túy thì đều là âm tính. Và chúng tôi đã tiến hành cho lấy lời khai là nguyên nhân lý do tại sao mà tháo chạy từ casino của phía bên Campuchia về Việt Nam. Dạ vâng ạ. Chúng tôi thấy rằng là đa số những người Việt mà bị lừa đảo qua Campuchia với lời hứa hẹn đều là việc nhẹ lương cao. Vậy thì cụ thể những cái công việc mà họ đã bị lừa sang đó làm là như thế nào thì ông có thể chia sẻ rõ hơn được không ạ? Công dân của chúng ta từ Việt Nam là sang Campuchia hầu như là đa phần là bị là dụ dỗ là qua Campuchia đó thì làm việc nhẹ lương cao. Tất cả là 40 công dân đều khai nhận là do một là ép là làm việc quá giờ, hai là trả lương là không có đúng như thỏa thuận và thậm chí là không trả lương luôn đó, và đồng thời là ép là thực hiện những cái hành vi phạm tội cụ thể như là lừa đảo qua mạng và tổ chức đánh bạc qua mạng, cũng như là thực hiện những hành vi tội phạm công nghệ cao đối với các cái công dân mà được là lao động ở tại các casino đó. Do đó là xuất phát từ những cái việc mà ép buộc những cái công dân của chúng ta đó, thì
có nhiều công dân là chúng ta không chịu làm đó, thì là có nhiều là công dân là bị đánh đập rồi là tra tấn, thậm chí là uy hiếp đó. Và đồng thời là yêu cầu là coi như người nhà đó là phải là gửi tiền qua đó để chuộc với số tiền rất là lớn. Nhưng mà người dân của chúng ta đã quá khổ là đi lao động rồi mà lại là yêu cầu với số lượng tiền lớn như thế thì không có tiền đáp ứng. Do đó là một số công dân của chúng ta là cũng phải cam chịu. Xuất phát từ những cái vấn đề đó thì một số cái công dân của chúng ta trong 40 người đó là tổ chức là coi như là vượt sông để trở về Việt Nam. Vâng ạ, với 42 công dân Việt Nam trong vụ vừa rồi thì rất may là họ đã có thể quay trở về nước và thoát khỏi những công việc mà họ bị ép buộc làm ở Campuchia. Tuy nhiên thì đây không phải là những nạn nhân duy nhất và còn rất nhiều những vụ việc khác. Và cụ thể thì Công an tỉnh An Giang cũng đã điều tra và phát hiện ra rằng vụ việc này có dấu hiệu của việc buôn người, và thậm chí là còn điều tra ra bốn nhóm người khác cũng đã làm những cái việc là buôn bán người sang Campuchia như vậy. Vậy thì ông có thể cho biết là sắp tới đây thì đơn vị của mình sẽ có những cái hướng điều tra tiếp tục như thế nào đối với vụ việc này ạ? Qua những lời khai của 40 người mà từ là casino bên Campuchia chạy về thì chúng tôi xác định là có hai cái hành vi. Một là cái hành vi là có dấu hiệu là mua bán người. Cái thứ hai là có cái dấu hiệu là tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Thì đối với cái hành vi mà mua bán người đó thì chúng tôi đã có cái làm rõ đó. Thì là trong 40 người này thì lại có là làm rõ được bốn cái đường dây là mua bán người đó. Mà ở đây là xuất hiện là trên các cái tỉnh thành trong cả nước, móc nối với phía bên Campuchia để mua bán người, chuyển cái người Việt Nam của chúng ta sang Campuchia để đưa vào là các casino là lao động bất hợp pháp. Cái thứ hai nữa đó là cái vấn đề là tổ chức cho người khác là xuất nhập cảnh trái phép. Thì đối với cái tội danh này á thì ở tỉnh An Giang của chúng ta đã có một cái tổ chức mà chúng tôi đã, qua cái lời khai của 40 người này, chúng tôi đã xác định được các cái đối tượng và chúng tôi đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam vào ngày chiều hôm nay. Và chúng tôi sẽ tiến hành điều tra đến nơi đến chốn, điều tra mở rộng vụ án để là bắt cả những các cái đối tượng liên quan đến cái đường dây này để đưa ra xét xử, đảm bảo đúng người đúng tội và theo quy định của pháp luật. Riêng đối với các cái hành vi mà mua bán người đó thì chúng tôi sẽ là nếu xuất hiện tội phạm ở các cái tỉnh thành khác thì chúng tôi sẽ báo cáo với Bộ Công an, với Cục Cảnh sát Hình sự để có cái phối hợp với công an các tỉnh thành và tiến hành điều tra và truy bắt các đối tượng và đưa ra xét xử, đảm bảo là theo quy định của pháp luật. Đây là một trong những vấn đề mà chúng tôi muốn là răn đe về cái tội phạm mua bán người một cách là quyết liệt, không phải chỉ riêng ở trên lãnh thổ Việt Nam mà chúng tôi đã phối hợp với phía bên nước bạn Campuchia, và chúng tôi đã làm việc cụ thể với đồng chí giám đốc công an tỉnh là Càng Đan và đã có cái thống nhất và làm rõ cái việc mà mua bán người và làm rõ đến cái vấn đề động cơ, mục đích và kể cả là các cái hành vi là ép người lao động Việt Nam cũng như là buộc đối với người lao động Việt Nam là làm quá giờ và không trả lương và bán từ casino này đến casino khác. Vâng ạ, vậy thì ông có thể cho biết cụ thể hơn là việc chúng ta phối hợp với những cơ quan chức năng của Campuchia để có thể là tiến hành tiếp tục giải cứu những cái nạn nhân vẫn còn đang mắc kẹt trong vụ việc này ra sao ạ? Mình phải giải quyết làm sao cho đảm bảo cái tính chất ngoại giao. Hiện tại giờ phía bên bạn của mình á cũng đang là phối hợp với mình rất là chặt chẽ giữa phía cảnh sát hoàng gia Campuchia và một số cái lực lượng khác
cũng như là tổng cục di trú. Và đối với là tỉnh Cần Đan đó, là tôi đã làm việc với đồng chí giám đốc công an tỉnh Cần Đan đó, là cũng là thống nhất là sẽ là trao trả cái 11 cái trường hợp là hiện tại còn mắc kẹt ở casino và đã giao cho tổng cục di trú, và tổng cục di trú cũng đã sẽ giao lại cho đại sứ quán của chúng ta và sẽ trao trả lại trong thời gian tới. Và đồng thời là không phải chỉ riêng là 11 trường hợp đó mà sẽ ra soát tất cả các cái casino ở trên dọc theo tuyến biên giới. Mà đối với là tỉnh An Giang đó, thì là đối với tỉnh An Giang đó, thì có tổng cộng 16 casino và các cái trường gà là dọc theo tuyến biên giới. Và cái tỉnh Càng Đan đó, là có cái hoạt động với cái quy mô lớn là có 8 casino, mà trong đó có một casino là đã dừng do bị Covid, và còn lại 7 casino ở giáp biên giới của chúng ta đó. Thì như vậy là giữa cái Tân Châu và cái An Phú là có tổng cộng là 8 casino hiện tại là hoạt động rất là mạnh và sử dụng là rất là nhiều người ở các nước như là Việt Nam, Malaysia, Indonesia và nhiều nước khác. Do đó là về phía bạn là đang phối hợp với mình rất là chặt chẽ và có nhiều cái trao đổi thông tin rất là liên tục để nhằm là mục đích chúng ta rà soát lại tất cả những công dân mà không có giấy tờ hợp pháp đó, thì như vậy là sẽ trao đổi và xác nhận để có cái vấn đề là thu gom để mà trao trả lại cho Đại sứ quán Việt Nam để mà đưa về nước Việt Nam trong thời gian tới. Vâng ạ, vụ việc liên quan tới những nạn nhân ở Campuchia vừa qua thì cũng chỉ là một trong số rất nhiều những lời cảnh tỉnh liên quan tới những cái vụ việc buôn bán người trên không gian mạng, khi mà chúng ta thấy là hiện nay vẫn còn tồn tại quá nhiều những cái hội nhóm với những cái lời mời chèo kéo việc nhẹ lương cao. Vậy thì theo ông, việc mà chúng ta ngăn ngừa buôn bán người trên không gian mạng hiện nay có cái điều gì khó khăn thách thức hay không ạ? Qua cái lấy lời khai đối với 40 công dân là từ casino của phía bên Campuchia đó là chạy về là An Giang đó, thì chúng tôi đã xét thấy là có cái dấu hiệu là cái tội danh mua bán người, và chúng tôi đã tiến hành điều tra làm rõ và chúng tôi đã phát hiện ra là có 4 cái đường dây mua bán người xuất hiện trên các cái tỉnh thành trong cả nước của chúng ta. Và cái này thì chúng tôi cũng đã có cái báo cáo với là Bộ Công an cũng như là Cục Cảnh sát Hình sự để phối hợp với công an các tỉnh thành mà có cái đường dây mà mua bán người để cho tiến hành là tiếp nhận tin báo và xử lý làm sao là dứt điểm các cái đường dây mà mua bán người. Đây là một trong những cái biện pháp đầu tiên mà theo tôi nghĩ rằng là những cái biện pháp này chúng ta phải rà soát và đánh giá, cũng như là có cái là tuần tra trên các cái không gian mạng để có cái là phát hiện và kịp thời là xử lý, không để tội phạm là xảy ra trên đất nước của chúng ta như trong thời gian vừa qua. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn Đại tá Đinh Văn Nơi đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi.